Vâng, kính thưa quý vị, và chúng ta đã quay trở lại với chương trình Tôi Hát cùng với buổi giao lưu ngày hôm nay với ca sĩ MC Lâm Ánh Ngọc. Và như hồi nãy là Ngọc đã chia sẻ là ngày hôm qua là ngày của mẹ, thì không biết là Ngọc đã có những cái hành động hoặc là những cái món quà nào dành tặng mẹ chưa? Yến, trời ơi, Yến nói đến đây nó nghẹn mà nó cảm thấy xấu hổ gì đâu á. Tức là hôm qua ngày của mẹ nhưng mà chọc mẹ, cho nên là post lên Facebook là hôm nay là ngày của mẹ, cho nên con post hình ba cảm ơn ba đã chịu đựng và để trong ngoặc kép chịu đựng để bên cạnh mẹ cho đến ngày hôm nay. Thực ra là mình ghẹo mẹ thôi, nhưng mà mẹ cũng rất là dễ thương. Và đối với Ngọc thì mỗi một ngày đều là dành cho mẹ, không có ngày riêng biệt nào dành cho ngày của mẹ hết. Thực ra cái ngày đó chỉ làm cho mình nhớ thêm về Tập mẹ thôi, trung tập hơn. trung hơn thôi. Nhưng mà Ngọc thì Ngọc không thường tập trung như vậy, Ngọc cứ dàn trải ra hết tất cả các ngày trong cả năm, và có những ngày yêu thương mẹ, thậm chí là rất là nũng nịu bên mẹ, nhưng mà cũng có những ngày là hay cãi mẹ như vậy cho có những cái hương sắc trong cuộc sống. Và hiện tại bây giờ Ngọc với mẹ như là những cái người bạn với nhau, để có thể chia sẻ cho nhau những cái niềm vui nỗi buồn. Và Ngọc có nhắn gửi là khi mà đến ngày của cha thì Ngọc sẽ post hình của mẹ, nên là đều công bằng hai bên. Một cô gái rất là vui tính. Vậy thì ngoài cái việc mà post Facebook ngày hôm qua ra thì Lâm Ánh Ngọc còn làm điều gì cho mẹ bất ngờ nữa không? Thật ra thì làm bất ngờ trước đó cũng là cả tháng rồi, cho nên là ngày hôm nay ngày của mẹ thì Ngọc chỉ nói là con đã làm bất ngờ cho mẹ tháng trước rồi, cho nên tháng này khỏi Chuẩn bất ngờ. bị trước cả một tháng luôn rồi đó À, hả? tức là nó có những cái món quà bất ngờ mà Ngọc không có định hạn về thời gian. Thì trong cái ngày của mẹ thì về nhà nấu cơm rồi ăn cơm chung với mẹ, thì Ngọc thấy đó là một cái món quà rất là lớn cho những cái người làm cha làm mẹ. Không có món quà gì hơn món quà đó. Đó chính là thời gian của Dạ, những người thời con gian. đúng không ạ? Dạ. Vậy thì như Yến muốn được nghe chia sẻ nhiều hơn về người mẹ cũng như là người cha của chị Lâm Ánh Ngọc, không biết là mẹ của chị Lâm Ánh Ngọc là một người như thế nào ha? Mẹ của Ngọc á, là một người không có hiền. Không có hiền. Không có hiền. Mẹ cũng rất là vui tính. Máu văn nghệ của mẹ có từ thời còn trẻ, mẹ biết đàn, ba mẹ đều biết đàn hết, cho nên là hồi còn nhỏ đó thì ba mẹ vừa đàn vừa hát, thì mình nhỏ xíu mình ngồi kế bên mình nghe, xong mình thuộc lào lào mấy cái bài hát của người lớn. Mẹ là một người phải nói rằng là rất là lo cho gia đình và chung thủy. Ngọc thấy là hiếm có người phụ nữ nào như vậy. Mặc dù là xung quanh mẹ thì có rất là nhiều những cái bóng dập dờn, nhưng mà mẹ vẫn chung thủy với ba. Có đôi khi thì ba cũng cũng không có Là mẹ được khéo buồn. léo với mẹ lắm, nhưng mà mẹ cũng vẫn cố gắng chịu đựng và coi đó là một cái duyên, cái nợ, và là một cái nghiệp ân tình mà mình chịu đựng, mình phải phải trả, mà chịu đựng trong cái tình thương chứ không phải là chịu đựng trong sự hận thù đó. Thì đôi khi thì mẹ cũng nói hơi nhiều ha mẹ Nói hơi ha, nhiều. nhưng mà con cũng giống mẹ cái chuyện đó. Và ba thì bây giờ ba thì ngược lại, ba là một người rất ít nói và ba là người tính rất là trầm, khác với mẹ. Mẹ là phụ nữ nhưng rất nóng tính đó. Ngày xưa bị đòn là mẹ đánh không chứ ba không có đánh, tại lì quá kệ kệ. Thì ba là một người nguội tánh, và ba cũng làm việc thì trong một cái môi trường cũng khá là nguy hiểm, ngành chống tội phạm ma túy và mại dâm. Thì lúc đó ba làm việc cực lắm, mà nói chung là cuộc sống gia đình của Ngọc thì cũng không có phải là khá giả trong cái thời điểm đó. Cho nên là, nhưng ba mẹ dạy cho Ngọc một điều rằng là mình sống với cái sự chân chính, với cái số tiền mà mình có được từ cái lao động chân chính, thì cuộc đời của mình nó sẽ bình an, và đến khi về già thì mình sẽ thảnh thơi, an lạc. Thì bây giờ Ngọc thấy được điều đó ở người cha, người mẹ của mình. Theo như Ngọc thì mẹ sẽ nhận xét gì về mình? Trời ơi, mẹ sẽ nhận xét gì à? Mẹ sẽ nói con nhỏ này lì lắm phải không mẹ? Mẹ sẽ nói con nhỏ này lì, không chịu nghe lời. Rồi nhưng mà được cái là cá tính mạnh mẽ. Và ngày xưa mà thích những cái chương trình nghệ thuật, đi thi, tất cả nơi nào đi đều có mẹ kế bên hết. Mặc dù là mẹ hay la, nhưng mà mẹ vẫn thương để cho con của mình đi theo cái con đường mà mình yêu thích. Nhưng ba thì ngược lại, ba nghiêm khắc hơn. Ba không có động viên cái chuyện đó, ba chỉ động viên cái việc là học hành chứ không có hướng về về cái chuyện mà nghệ thuật. Nhưng mà thời gian gần đây thì mình có còn sống chung với ba mẹ thường xuyên nữa không? Thực ra thì cái lúc trước thì Ngọc cũng bận công việc cho nên là cũng ít về thăm ba mẹ, nhưng mà
thời gian này thì đa phần dành cho ba và mẹ. Cái năm nay á thì cũng có nhiều người mời đi Hàn Quốc, đi Úc, những cái nước mà nói chung là Úc thì mình chưa đi. Mình cũng thích đi, mình nói trong bụng là mình cũng muốn đi, nhưng mà khi người ta mời thì mình cuối cùng mình quyết định là mình không đi nữa. Năm nay trọn vẹn mình dành thời gian ở trong nước, dành thời gian cho ba mẹ và những cái người bạn thân yêu của mình. Tại vì trong suốt những năm qua mình cứ lao vào công việc. Công việc dĩ nhiên là những cái công việc đó cũng có ý nghĩa, chứ không phải là công việc nó mất, đánh mất thời gian của mình một cách vô nghĩa. Nhưng mà mình vẫn muốn rằng là mình hãm lại cái thời gian đó để mình thư giãn, và đặc biệt quan trọng là mình hiểu được bản thân mình nhiều hơn. Và rất là cảm ơn những chia sẻ của Lâm Ánh Ngọc về gia đình, và cảm thấy được là chị cũng thật sự là một người may mắn bởi vì đã có một gia đình hạnh phúc luôn luôn ủng hộ chị. Và bên cạnh đó thì chắc hẳn là những người bạn thân nè, rồi những người thầy, những người cô, hoặc là những fan hâm mộ của chị nữa chắc chắn cũng sẽ luôn đồng hành với chị. Và chị biết không, thì ngày hôm nay Như Yến có một cuộc kết nối đặc biệt dành cho chị. Và nếu như mà cho chị lựa chọn thì chị mong muốn là chị sẽ được gặp ai? Chị cũng không biết nữa. Bây giờ trong cuộc đời của Ngọc thì Ngọc cứ luôn nghĩ rằng là mình sống cố gắng rồi trời Phật cho mình sao thì mình nhận vậy. Thì hôm nay mình cũng sống cố gắng, thì Đài Quốc hội cho mình gặp ai thì mình gặp người đó. Chứ mình cũng không có mơ mộng gì cao sang. Một câu trả lời rất là tuyệt vời, rất là thông minh. Thôi bây giờ thì không để cho chị đợi lâu nữa, thì bây giờ em sẽ mời chị gặp một đồng nghiệp, một người em, cũng như là một người đã rất hâm mộ chị từ rất là lâu và ngày hôm nay muốn bày tỏ tình cảm với chị. Ai muốn dành tặng cho chị một sự bất ngờ, đó chính là MC Hải Triều. Wow, có vẻ như mặt chị có vẻ thất vọng ra mặt rồi không. Đó. Chị rất là bất ngờ. À, chị rất là bất ngờ rồi. Ôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với MC Hải Triều. Xin chào Hải Triều. Chỗ nào nghe quen vậy? Chỗ nào quen quá vậy hả chị? Vâng, xin chào chị Lâm Ánh Ngọc và xin chào Như Yến và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng ạ, tôi vừa thấy chị Lâm Ánh Ngọc đã thốt lên rằng ôi, chỗ nào mà quen quá vậy. Vâng, tôi đang có mặt tại nhà của chị Lâm Ánh Ngọc ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Và chắc chắn rồi, cái cổng màu trắng như thế này. Và xung quanh, nếu như quý vị có đến đây thì quý vị thấy là rất là nhiều cây xanh, và đặc biệt bên phía sau lưng quý vị, trước mặt của Hải Triều đây, đó chính là một ngôi nhà màu trắng rất là dễ thương, nơi mà Lâm Ánh Ngọc đã lớn lên và gắn bó với lại tuổi thơ của mình. Và đến đây từ hồi chiều đến giờ thì Hải Triều cũng đã làm quen được với hai người rất đặc biệt đối với chị Lâm Ánh Ngọc, đó chính là cha và mẹ của chị Ngọc. Và bây giờ thì xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng bước vào trong để làm quen với hai nhân vật đặc biệt này nhé. Dạ, con chào cô chú ạ. Dạ. Dạ rồi, cô chú ngồi đây đi. Dạ, con chào cô chú nhiều. Dạ. Vâng, thưa quý vị, cái bên cạnh Hải Triều đây đó chính là chú Thịnh và cô Anh. Đó là Ánh, cô Ánh, dạ. Cô Ánh là ba mẹ của chị Lâm Ánh Ngọc. Nãy giờ thì ngồi đến đây cũng đang xem chương trình trực tiếp Tôi Hát buổi chiều ngày hôm nay trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa cô chú, câu hỏi đầu tiên nó hỏi cô chú nè, nãy giờ thấy con gái của mình trên TV như vậy thì không biết là cái cảm xúc của mình bây giờ như thế nào? Chú thấy là bất ngờ, bởi vì anh Ngọc thì nó cũng hai lần thời gian chương trình truyền hình ở trên các cái kênh TV9, TV7, nhưng mà sau này lại xuất hiện trên kênh TV của đài truyền hình của mình, mà kênh Quân Hậu mà nó là ca sĩ. Cho nên là rất bất ngờ. Rất là bất ngờ đúng không? Dạ. Con mà còn vui nè. Dạ. Vậy thì có khi nào mà con gái đã hát trước cô chú chưa? Hát trong một cái không gian nào đấy khi mà đối diện với lại cô chú, hát cho cô chú nghe chưa? Cũng có hát ở nhà thì cũng thường, nhưng mà khi mà nó lên thì mình thấy nó hơi lạ chút, với ngạc nhiên, bất ngờ chút. Bởi vì nó khác hẳn á. Nó có sự chuẩn bị rồi này kia. Còn ở nhà thì bình thường mẹ con vẫn hát hoài. Vâng ạ, quý vị thấy là sau phía sau cô Ánh đây là một chiếc cây đàn. Và chắc chắn là khi mà bước vào trong cái phòng khách này thì cũng thấy được cái tuổi thơ gắn bó với lại cả chị Lâm Ánh Ngọc. Tại vì hồi nãy chị có nói là ngày xưa là cô chú là đàn hay lắm, hát hay lắm. Đó, chắc là cái khả năng âm nhạc và ca hát của chị Ngọc cũng đã một phần từ cô chú đúng không ạ?
có thể là như vậy. Hồi chú với mẹ của anh Ngọc mà mới quen nhau thì cũng bắt đầu từ âm nhạc. Từ cái chuyện mà lúc đầu thì mình không có nghĩ gì, cái lúc là sinh hoạt cộng đồng hồi mới giải phóng mà chỉ có sinh hoạt ca nhạc với làm những cái việc mà vệ sinh xóm ấp rồi đi đắp đường đi làm những cái công việc mà do chính quyền cách mạng hồi mới giải phóng vận động, mà mình là thanh niên thì mình phải tích cực, mình xung kích đi đầu đó. Thì qua những cái phong trào như vậy là muốn quen nhau, quen thì quen ngoài cái chuyện quen ngoài với cái công việc xã hội thì nhờ âm nhạc đó. Yeah. Và chính vì cái tình yêu âm nhạc cho nên là cô chú cũng đã nên duyên và đến với nhau. Và bây giờ là có một cô con gái rất là xinh đẹp và tài năng như vậy và hát hay như vậy. Chắc là cô chú cũng có cái duyên từ âm nhạc đến với nhau, cho nên là khi mà chị Lâm Ánh Ngọc bắt đầu con đường ca hát của mình thì chắc là mình cũng ủng hộ đúng không ạ? Cô thì cô ủng hộ tại vì cái máu đam mê cô. Hai mẹ con thì gần gũi hơn, nhưng mà ba nó thì có cái là hơi nghiêm khắc, sợ con nó không có lo học hành đó, thì cứ luôn luôn hai mẹ con cứ trốn đi thi cái này thi kia, là cô là tay lái, cô chở nó đầu trên xóm dưới, ở đâu cũng có trên từng cây số luôn. Mà cô không hiểu con cô, nó nhiều khi nó cũng tự tin lắm, cô cũng không dám đó. Cô thấy nó cô cũng biết con mình nó cũng không có đẹp, nhưng mà cái yêu nghệ thuật đam mê nó còn trẻ đó, nên nó cứ thích là nó thử sức. Ở đâu thôi thì cô cũng chiều, cô cũng chở đi, muốn đi đâu là cô chở đi, cô đi theo sát cánh luôn. Dạ, như vậy thì trong suốt cái khoảng thời gian mà chị Lâm Ánh Ngọc theo đuổi cái con đường làm nghệ thuật của mình đó, không chỉ riêng ca hát đâu, mà còn làm rất là nhiều những công việc khác nhau liên quan đến nghệ thuật như vậy, thì cô chú thấy là công việc nó có cực hay không? Rồi có khi nào cô chú nói thôi con ơi về đây ở nhà với ba mẹ đi, không cần đi làm nữa, về ba mẹ nuôi, có không ạ? Không, đối với chú mà khi mà đưa hai anh em nó vào đại học được rồi, chú gò cho tới khi mà ra trường rồi, thì chú nói bây giờ trở về sau này là tương lai tụi con, là tụi con có quyền quyết định lựa chọn con đường như thế nào, phải nói cho ba với mẹ biết. Thì những cái việc mà hai đứa con của chú Ánh Ngọc với thằng Quốc Tính nó lựa chọn là chú đều có góp ý với mẹ, mẹ nó có đều có góp ý, mà tất cả những cái lựa chọn của tụi nó đều cha mẹ rất là hài lòng, bởi vì nó không có đi sai con đường. Dạ, đương nhiên là chúng ta đều phải có cái tình thương đối với con cái của mình, và luôn luôn có một cái mong muốn làm sao đó để cho con mình nó có được một cái nghề nghiệp ổn định, và đặc biệt là phải có một cái đam mê, phải thực hiện được cái đam mê đó đúng không ạ? Dạ, thế thì ngay tại thời điểm này đây được nhìn thấy cô con gái của mình trong chương trình Tôi Hát như vậy, thì không biết là cô có cái điều gì nhắn nhủ đối với chị Lâm Ánh Ngọc ngay thời điểm này không ạ? Cô thì cô cũng thấy con cái như vậy thì cô cũng vui, nhưng cuộc đời thì như vậy nó không phải là mãi mãi, cái gì cũng vậy, nó cũng có lúc thăng lúc trầm. Nó có dinh rồi nó sẽ có nhục. Thành ra cô cũng không chắc gì lắm. Cô vẫn khuyên con là cứ làm những cái gì, điều gì cho thật đạo đức, chân chính, thì mọi việc nó xảy ra nó sẽ bù đắp cho mình. Chứ mình đừng làm những cái điều gì sai trái, phải suy nghĩ cho thật kỹ. Bởi vì khi con đi làm như vậy, cái nghề của con, con đam mê nhiều thứ, thì con sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều người. Con sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người, và con phải là tấm gương. Nhưng mà nói chứ mình không có con người nào mà hoàn hảo hết. Đôi lúc mình cũng phải có lỗi. Đó, cũng như là nó giỏi về những cái đó, nó chuyên về những cái mà nó yêu mến, nó đam mê. Chứ thì ở nhà thì nó cũng dở, cô cũng la hoài. Có những cái cô cũng phải la thôi. Được cái này thì mất cái kia. Cô nghĩ không có gì phải hoàn hảo hết á. Cảm ơn cô nhiều lắm. Và quý vị thấy không, Hải Triều ngồi kế bên đây mới có thể cảm nhận được cái tình cảm mà cô chú dành cho chị Lâm Ánh Ngọc. Là biết sao không, tại vì Hải Triều cứ sợ là cô Ánh sẽ là người yếu lòng hơn, là phải rơi nước mắt khi mà trò chuyện với chị Lâm Ánh Ngọc. Thế nhưng mà
nhân vật mà tưởng chừng là mạnh mẽ nhất ngồi kế bên Hải Triều lại là người mà khóe mắt cay cay nãy giờ. nhìn chú nãy giờ là cứ thấy là chú cứ rưng rưng thôi. Thưa chú, bây giờ thì thấy con gái của mình trưởng thành như vậy rồi, hồi nãy cô cũng đã chia sẻ nhiều điều rồi, bây giờ chú có thêm một cái điều nào nữa muốn nói với lại cô con gái của mình, con gái út của mình ạ? Chú có một điều mà chắc là không thay đổi, một điều dạy con nhắc đi nhắc lại, bây giờ này cũng nhắc lại cũng vẫn là giá trị, tức là dạy hai đứa con cứ theo lực nhân quả mà làm việc, vậy thôi. Phải luôn gieo cái nhân lành, không làm chuyện gì bậy bạ. Đó thì theo lực hình sự người ta có, người ta cũng quy định về cái mối quan hệ nhân quả. Thì cứ gieo cái hạt mà xấu thì phải gặp cái chuyện xấu. Còn lực nhân quả của Phật cũng y vậy, nhưng mà nó cao hơn. Cao hơn, mang tính chất tâm linh. Và nếu ai mà cãi lại thì sẽ gặp cái quả kêu bằng vô cùng mà thôi khúc sao không nói nữa, coi như là vô cùng rồi. Dạ rồi, con cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Thưa quý vị, hy vọng là với một cuộc trò chuyện ngắn thôi với lại cô chú là ba mẹ của chị Lâm Ánh Ngọc thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ hiểu hơn về nhân vật ca sĩ Lâm Ánh Ngọc của chương trình Tôi Hát trong buổi chiều ngày hôm nay. Quả thật là làm bạn với chị Lâm Ánh Ngọc, theo dõi trên Facebook, được biết về những cái tình cảm mà chị Lâm Ánh Ngọc dành cho những người thân của mình, thì quả thật rằng là Hải Triều rất là ganh tị. Để có thể là có được một cái tình cảm gắn bó như vậy thì mình phải gạt đi rất là nhiều những cái yếu tố từ bên ngoài, kể cả công việc, kể cả những mối quan hệ bạn bè khác. Và chắc chắn rằng là với cái sự tình cảm mà yêu thương cũng như là cái sự trân quý đối với hai người song thân phụ mẫu của mình thì chắc chắn rằng là sẽ là một cái động lực rất lớn để chị Lâm Ánh Ngọc có thể thực hiện được những cái ước mơ của mình về sau này. Và chúc cho chị Lâm Ánh Ngọc sẽ thực hiện và sẽ quyết tâm đạt được những cái điều mà mình mong muốn trong thời gian sắp tới đây. Còn bây giờ chắc là xin mời quay trở lại với lại phim trường với lại chị Như Yến và chị Lâm Ánh Ngọc trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Và tôi là Hải Triều, truyền hình trực tiếp ngay tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Rất là cảm ơn Hải Triều ngày hôm nay đã đem đến cho Như Yến và Lâm Ánh Ngọc một cuộc kết nối hết sức là ý nghĩa. Và nếu như Hải Triều ngồi kế bên và cảm nhận được tình cảm gia đình của cha và mẹ của chị Lâm Ánh Ngọc thì ngồi đây thì Như Yến cũng cảm nhận được tình cảm của chị Lâm Ánh Ngọc, bởi vì chị đã phải kềm rất là nhiều lần những giọt nước mắt của mình, đúng không chị? Chị nói chung là bất ngờ lắm Yến. Thấy Triều đứng ngay cái chỗ cái cổng trắng quen thuộc, cái là mình cảm thấy nó hơi bị bồi hồi rồi. Thật sự hồi nãy da gà của Ngọc nổi lên. Cái kiểu như là mình, cái cảm xúc của mình nó dâng nhiều quá, nó làm cho mình phải lạnh cả người luôn. Rồi khi mà thấy những cái cảm xúc của cha mẹ mình như vậy dành cho mình thì chắc chắn là Như Yến nghĩ là chị sẽ lại càng xúc động hơn nữa, đúng không? Chắc là lúc đầu chị nghĩ là chị chỉ kết nối với Hải Triều thôi hả? Chị nghĩ là chị cứ nói bình thường với Triều thôi. Tại vì trong chương trình thì chị đôi khi chị cũng không tự tin và cũng muốn rủ Triều là hát cùng với lại Ngọc một bản cho nó có sinh khí. Nhưng mà không biết bạn chạy đi đâu, cuối cùng là bạn chạy đi kết nối. Và nói chung là nhìn hình ảnh Triều ngồi bên ba mẹ cảm thấy ấm áp trong một buổi chiều mưa như thế này, đúng không chị? Xúc động. Thật chị ngồi kế bên Như Yến thì chị cũng thấy ấm áp chứ, đúng không? Ấm rất ấm và đôi khi nóng luôn đó, cháy cả nhà. Thôi một chút xíu đùa như vậy thôi, bởi vì Như Yến cảm thấy là chị là một người rất là vui tính. Và bây giờ thì chắc là sẽ không làm mất thời gian để quý vị khán giả được thưởng thức giọng ca của chị. Nhưng mà lát nữa chắc là Như Yến sẽ quay trở lại với câu chuyện mà lúc nãy cha có nhắc tới. Đó là câu chuyện về luật nhân quả. Bởi vì Như Yến biết được là cái dự án sắp tới đây của chị hình như là cũng liên quan đến cái việc này. Vì vậy cho nên là chắc là chúng ta sẽ quay trở lại với cái vấn đề này ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì sẽ nhường sân khấu lại cho chị. Dạ, cảm ơn Yến. Ca khúc tiếp theo Ngọc xin được gửi đến tất cả quý vị